Chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Phố Nối TV. Xin mời quý vị và các bạn nghe bản tin về tình hình giá cà phê trên thế giới cũng như trong nước ngày hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2020. Giá cà phê trên thế giới ngày hôm nay có sự trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 3 đã giảm 11 đô la xuống 1.270 đô la trên tấn, và kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm đi 7 đô la xuống 1.290 đô la trên tấn. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì trên mức trung bình. Trái ngược với sàn London, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng nhẹ, kỳ hạn giao tháng 3 tăng 0,2 sen lên mức 98,35 sen trên bao, và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 0,15 sen lên 100,50 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì vẫn duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Tình hình giá cà phê trong nước ngày hôm nay so với phiên giao dịch ngày hôm qua thì đi ngang, có nơi giảm từ 100 tới 200 đồng trên 1 kg. Giá cà phê trong nước hiện đang dao động từ 30.400 đến 31.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ngày hôm nay dao động từ 30.400 tới 30.500 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, ngày hôm nay có mức giá là 30.500 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh có mức giá là 30.400 đồng. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay thì giảm đi 100 đồng so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay ở mức từ 30.900 đến 31.000 đồng 1 kg. Ở huyện Cư Mờ Ga đang có mức giá cao nhất là 31.000 đồng 1 kg. Còn huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ có mức giá như nhau là 30.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay đã giảm đi 200 đồng so với phiên giao dịch trước. Hiện giá cà phê đang dao động ở mức từ 30.600 tới 30.700 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Bờ Rông có mức giá là 30.600 đồng. Còn ở thành phố Pleiku và huyện Iagrai, mức giá ngày hôm nay là 30.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay đã giảm đi 100 đồng và hiện đang có mức từ 30.700 tới 30.800 đồng 1 kg. Tại thị xã Giang Nghĩa đang có mức giá là 30.800 đồng. Còn tại huyện Đắk Rờ Lấp, mức giá cà phê ngày hôm nay là 30.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại huyện Đắc Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay đi ngang với phiên giao dịch trước và hiện vẫn đang giữ ở mức là 30.800 đồng 1 kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã giảm đi 100 đồng và đang giữ mức là 32.200 đồng 1 kg. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn nghe tình hình về giá tiêu trong nước ngày hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2020. Giá tiêu ngày hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk là 38.000 đồng 1 kg, tại Gia Lai là 36.000 đồng 1 kg, tại huyện Giang Nghĩa, tại Đắk Nông là 38.000 đồng 1 kg, tại Bà Rịa Vũng Tàu là 39.000 đồng 1 kg, tại tỉnh Bình Phước có mức giá là 38.000 đồng và tại Đồng Nai là 36.000 đồng 1 kg. Như vậy trong tuần này, giá tiêu đã hạ xuống từ 500 đến 1.000 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin ngày mai.